Xin chào tất cả các bạn. Không biết là chị phát giờ này các bạn có kịp đến lên xem phần livestream của chị không nhỉ? Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau học về phần hướng dẫn làm nghị luận xã hội nhé. Bạn nào đã lên xem rồi thì hãy để lại lời chào cho chị ở dưới phần comment nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học về phương pháp để có thể viết được một bài văn nghị luận xã hội ngắn thật là hay và tạo được nhiều ấn tượng cho người chấm cũng như là những người đã đọc bài văn đó. Ok chưa nhỉ? Xin chào các bạn nha. Hình như các bạn vừa thi học kỳ xong đúng không nhỉ? Các em làm bài có tốt không nào? Có nhiều bạn được điểm cao không? Đợi một chút xíu nữa nhé. Đợi khoảng 2 phút nữa, đợi các bạn vào xem. Rồi chị sẽ hướng dẫn các bạn viết được đoạn văn nghị luận xã hội. Chào các em nha. Rồi, hôm nay chị sẽ hướng dẫn các bạn một phương pháp để viết được một bài nghị luận xã hội một cách rõ ràng, khoa học. Đây, các bạn có thể xem nha. Đây chính là dàn ý của đoạn văn nghị luận xã hội 200 từ. Ở đó thì chúng ta, một đoạn văn thì vẫn tuân theo cái bố cục có mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn. Với mở đoạn thì các bạn sẽ dẫn dắt và đặt vấn đề, có nghĩa là đề bài đưa cho chúng ta cái gì, chúng ta sẽ nêu đúng cái vấn đề ý vào những cái câu mở đoạn. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến thân đoạn. Ở phần thân đoạn, nếu nó là một câu nhận định, nó là một câu câu nói, một cái ý kiến của ai đó, thì chúng ta cần giải thích cái ý kiến đó, được chưa? Và sau đó chúng ta sẽ đưa ra cái quan điểm cá nhân của mình về cái vấn đề đó. Rồi chúng ta sẽ sử dụng những cái dẫn chứng, những cái điển hình tiêu biểu để chúng ta chứng minh cho cái quan điểm của mình. Được chưa nhỉ? Rồi, và sau đó thì sau khi chúng ta nêu dẫn chứng xong, chúng ta sẽ có phần là lật ngược vấn đề. Đó, gọi là các bạn thường gọi là phần trái chiều đấy, để nêu ra, để cái bài viết của chúng ta thêm sâu hơn và được tạo được nhiều ấn tượng hơn, được chưa? Và sau đó thì chúng ta sẽ liên hệ bản thân của mình. Và cuối cùng là phần kết đoạn, chúng ta sẽ khẳng định lại quan điểm và đưa ra thông điệp có giá trị. Đó là một cái dàn ý sơ lược của một đoạn văn nghị luận xã hội 200 từ. Và sau đây chúng ta sẽ đi vào cụ thể cách viết của từng dạng một nhé. À, chị lưu ý thêm cho các bạn thêm này, về dung lượng của đoạn văn nghị luận xã hội. Vì đây là một đoạn văn, cho nên các em cần có cái sự phân bố thời gian cho hợp lý để chúng ta còn có thể làm được cái phần đọc hiểu này, làm được phần nghị luận văn học. Được chưa? Rồi, phần nghị luận xã hội thường thì ở trong bài ấy, chúng ta sẽ chiếm tầm 2 điểm đúng không nhỉ? 2 điểm đó. Thì các bạn để ý cho chị này, về mở đoạn chúng ta sẽ viết từ 1 đến 3 câu. Và phần thân đoạn, các em sẽ triển khai ý kiến của mình từ 8 đến 10 câu văn. Và phần kết đoạn là từ 2 đến 3 câu. Đúng chưa? Các bạn nhìn này, tối thiểu chúng ta sẽ là 11 câu văn và tối đa sẽ là 16 câu. Trong cái khoảng đó là cái khoảng là để chúng ta trình bày một đoạn văn ngắn khoảng 200 từ, 200 chữ, được chưa? Dung lượng này sẽ là 2/3 mặt giấy thi. Cái mặt giấy thi của chúng ta đó. Hoặc là một mặt, bạn nào viết dài có thể là một mặt. Khom khom cho chị trong cái khoảng ý thôi nhá. Được chưa nhỉ? Và lưu ý thêm giúp chị nữa, vì đây là một đoạn văn, cho nên các em tuyệt đối không được xuống dòng, lùi đầu dòng nhá.
Đó là cấu trúc của bài văn rồi. Còn đây chúng ta chỉ là một đoạn văn ngắn thôi, đoạn văn thu nhỏ thôi. Cho nên chúng ta không thể nào mà trình bày theo cấu trúc của một bài văn được. Điều đó sẽ làm cho cái hình thức của các em sẽ bị trừ điểm. Chị thấy khoảng là ở cái hình thức của đoạn văn ấy, lặng chúng ta sẽ bị trừ khoảng 0,5 điểm đó. Cho nên các em phải tuyệt đối lưu ý giúp chị nhá. Được chưa? Rồi. Và sau đây chúng ta sẽ đến phần hướng dẫn mở đoạn. Để viết được một phần mở đoạn ấy, các bạn sẽ có hai cách. Đó là mở đoạn trực tiếp hoặc mở đoạn gián tiếp. Chị thì chị thường vẫn hay bảo các bạn là chúng ta nên mở đoạn gián tiếp hơn, đúng không ạ? Bởi vì mở đoạn trực tiếp ấy, thường thì chúng ta vào luôn cái câu nói đó, hoặc là vào luôn cái vấn đề đó, nó không tạo lên một cái ấn tượng nào cả bằng cách mở đoạn gián tiếp. Được chưa? Mở đoạn thì thường sẽ là từ 1 đến 3 câu, là chúng ta nêu ra cái vấn đề, nêu ra câu trích dẫn hoặc là một cái vấn đề xã hội. Đúng không? Rồi, lưu ý khi làm phần mở đoạn này. Nếu mà chúng ta chọn mở đoạn trực tiếp ấy, thì chúng ta sẽ không lan man, mà đôi khi vẫn có cách để tạo ấn tượng với cái loại mở, với cái kiểu mở bài này. Ok chưa? Chỉ dùng 1 đến 3 câu thôi để mở đoạn. Phần đặt vấn đề dựa vào yêu cầu ở đề bài. Ví dụ như là một trích dẫn này, một vấn đề, một câu chuyện, một tư tưởng truyền đạt cụ thể. Có nghĩa là chúng ta sẽ có hai dạng nghị luận xã hội, đúng không? Đó là dạng nghị luận xã hội về tư tưởng đạo lý, hoặc là vấn đề hoặc là nghị luận xã hội về một cái hiện tượng xã hội nào đó. Được chưa nhỉ? Câu đầu tiên của đoạn văn thì chúng ta phải lùi vào lề để mọi người ấy, để khi người chấm người ta nhìn vào, người ta sẽ biết à, bạn này đang bắt đầu trình bày một cái đoạn văn. Được chưa nhỉ? Rồi, chị có thể lấy ví dụ cho các bạn này về một cái loại mở đoạn. Mở đoạn trực tiếp nhá. Mở đoạn trực tiếp về vấn đề là bàn về quan niệm sống này. Trong cuộc sống của mỗi người đều có quan niệm sống riêng. Có người chỉ sống vì tiền tài danh vọng mà quên đi giá trị đích thực của cuộc sống. Quan niệm sống tốt là sự hài hòa giữa danh vọng, tiền bạc với cái mối quan hệ, với các mối quan hệ và giá trị của con người với thiên nhiên, không bị chi phối bởi vật chất, sống hết mình, làm việc hết mình. Đó là một mở bài trực tiếp về quan niệm sống. Với mở bài gián tiếp này, các bạn nghe nha. Nhà văn Pháp Diderot từng quan niệm, nếu không có mục đích, anh không làm được gì cả. Anh cũng không làm được gì vĩ đại nếu như mục đích bình thường. Đây là quan niệm đúng và rất phù hợp với chúng ta. Trong cuộc sống của mỗi người đều có một lý tưởng sống riêng để tự vươn tới, tự hoàn thiện và phát triển bản thân. Bất kỳ ai cũng cần tự tạo cho mình một lý tưởng và có lòng quyết tâm theo lý tưởng ấy. Đó là hai cách mở bài chị vừa hướng dẫn các bạn. Với cái cách mở bài gián tiếp thì chúng ta thường là lấy một câu trích dẫn, dựa vào một câu trích dẫn của ai đó để có thể theo phương pháp tương đồng đấy. Chúng ta sẽ lấy một câu trích dẫn cùng cái nội dung đó để dẫn vào một cái yêu cầu đề bài mà bài viết các bạn cần phải đưa ra quan điểm của mình. Được chưa nhỉ? Đây, dưới đây sẽ là một số mở đoạn gợi ý cho đoạn văn nghị luận xã hội. Các bạn có nhìn thấy nhìn trên màn hình giúp chị nha. Cách 1 này. Trong cuộc sống hiện đại, con người cần nhiều hơn một bài học để có thể trưởng thành. Một trong số những bài học đó là, từ đó thì các em có thể viết cái yêu cầu đề bài vào dấu ba chấm nhá. Cách 2 chúng ta có. Nhà văn Phạm Lữ Ân đã từng viết, dẫu biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu. Thời gian là vô hạn, năm tháng của con người là hữu hạn. Chính vì thế, những triết lý sống để có được một cuộc đời ý nghĩa luôn là điều mà chúng ta theo đuổi. Và là một bài học như vậy. Đó, sau từ và sẽ là một cái đề bài yêu cầu các bạn sẽ điền vào đó giúp chị nhé. Cách
cách 3. Những bài học trong cuộc sống luôn là cơ hội để con người trưởng thành, và câu nói của ai đó chính là một bài học đắt giá như thế. Cách 4 này. Xã hội hiện đại ngày càng thay đổi, kéo theo những vấn đề bức thiết cần được giải quyết. Một trong số đó là, đó, cách 4 này thì thường dùng cho các cái nghị luận xã hội về các cái hiện tượng xã hội đó, những cái hiện tượng này của đời sống đó, được chưa? Các bạn có thể nhìn trên đây giúp chị nhá, rất là hữu ích. Những cách mở bài mẫu để cho các bạn có thể dựa vào đó để có thể làm ấy, là các bạn có thể làm luôn mà, có thể lấy đó để làm nguồn tư liệu cho mình này. Chị thấy các cái cách mở bài này khá là ấn tượng, rất là ấn tượng đấy, được chưa? Rồi, đó là cách viết mở đoạn nhá. Các bạn để ý vào đây giúp chị này. Chúng ta sẽ sang đến phần hướng dẫn viết thân đoạn. Nhìn giúp chị cái sự phân chia bố cục nha. Chúng ta sẽ có 2 câu dành cho phần giải thích, 4 câu để dành cho phần phân tích đưa ra quan điểm của mình. 4 câu tiếp chúng ta sẽ đi chứng minh cái quan điểm ý. Và 2 câu tiếp sẽ là liên hệ. Tổng tất cả chúng ta sẽ có là 12 câu cho phần thân đoạn. Được chưa? Rồi, với phần giải thích này, các em hãy đi trả lời giúp chị những câu hỏi sau. Vấn đề đó, đó là cái vấn đề gì? Nêu cái vấn đề ra giúp chị nhá. Rồi, hoặc là trích dẫn đó có nội dung gì? Nếu là một nếu các em đi nghị luận về một tư tưởng đạo lý thì thường thường là chị vẫn thấy các cái đề văn ý, nếu mà hơi nâng cao một xíu thì nó sẽ là đưa ra những cái trích dẫn để các bạn phải đi giải thích cái trích dẫn ý, được chưa? Rồi, khi mà chúng ta giải thích xong trích dẫn thì chúng ta sẽ có một cái phần là tổng kết lại cái trích dẫn ý có ý nghĩa gì và gửi gắm cho các bạn được cái những bài học như thế nào, được chưa? Rồi, đến phần phân tích và đưa ra quan điểm. Nếu là phần nghị luận về những hiện tượng của đời sống thì chúng ta sẽ đưa ra thực trạng của vấn đề giúp chị. Tác động của cái vấn đề đó đối với con người, đối với xã hội ra sao, đúng không? Theo quan điểm cá nhân của các bạn thôi. Rồi, nếu mà là phần tư tưởng đạo lý thì các bạn sẽ trả lời giúp chị là bài học đó có giá trị như thế nào đối với các bạn này, được chưa? Về phần chứng minh, sang đến phần chứng minh này, các bạn hãy lấy giúp chị gồm 2 dẫn chứng, được chưa? 2 dẫn chứng, thường thì chị vẫn hay nói với các bạn là chúng ta sẽ lấy một dẫn chứng của nước ngoài và một dẫn chứng của nước ta, đúng không nhỉ? Và các em sẽ lấy một dẫn chứng là tiêu biểu, là đặc sắc để các em xoáy sâu vào cái dẫn chứng đó, phân tích cái dẫn chứng đó. Nhưng lưu ý giúp chị, khi phân tích dẫn chứng thì các bạn phân tích thật là ngắn gọn giúp chị nhá, không phải là kể dài cái dẫn chứng ấy ra. Điều đó sẽ khiến bài văn của em nó sáo rỗng ấy, đúng chưa? Nó sẽ không tập trung vào một cái gì cả. Phân tích dẫn chứng nào phân tích dẫn chứng, nhưng các em phải thật là ngắn gọn, xúc tích, và phải đúng và trúng. Có nghĩa là cái dẫn chứng đó phải phục vụ đúng cái vấn đề mà các em đang bàn luận, được chưa nhở? Đó, thường thường thì các em cứ đưa chị 2 dẫn chứng là được nha, chỉ cần 2 dẫn chứng thôi, chưa? Rồi, sau khi các bạn đã phân tích dẫn chứng xong thì các bạn sẽ đến phần liên hệ. Chúng ta sẽ có 2 câu dành cho phần liên hệ, được chưa? Liên hệ bản thân đó. Đó là phần liên hệ bản thân. Các bạn sẽ trả lời giúp chị này. Bản thân các bạn cần phải làm gì, nên làm gì để khắc phục hay là phát huy cái vấn đề đó này. Các bạn đã rút ra được bài học gì sau cái vấn đề này, được chưa? Ok, đó là phần viết thân đoạn. Đó là phần viết thân đoạn, được chưa? Chúng ta sẽ có một số phần sang đến phần viết kết đoạn nha. Với phần viết kết đoạn này, bước 1, chúng ta sẽ khẳng định lại quan điểm bài học đó.
cách thứ nhất này. Chúng ta sẽ lưu quan điểm ấy ra, rồi viết tiếp vào này, điền tiếp vào. Ở thời điểm hiện tại vẫn đang là một trong những vấn đề nhức nhối, đòi hỏi những cái thứ gì đó, thì các bạn cần phải đưa ra cái quan điểm của mình giúp chị nhé. Cách 2, chúng ta sẽ có là câu trích dẫn ấy đã để lại cho chúng ta bài học đáng quý, đó là, được chưa? Rồi, sau bước khẳng định lại quan điểm và bài học, chúng ta sẽ nêu lên cái thông điệp mà cái vấn đề đó hay cái câu trích dẫn đó nó thể hiện được, được chưa? Chúng ta sẽ có 5 cách mẫu để chúng ta có thể viết được những cái thông điệp thật là đặc sắc và ấn tượng. Các bạn có thể nhìn trên đây giúp chị nhé. Chị thấy ấn tượng ở cách 5 này. Các em sẽ nêu giúp chị này. Trích dẫn, các em điền trích dẫn vào là một bài học cuộc đời được góp nhặt, giống như giọt mật ong được chất chiêu từ công sức lao động của những chú ong chăm chỉ để lại cho đời. Mang theo hành trang này bên mình, tôi tin những người trẻ chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công trong tương lai không xa. Đó, ví dụ như vậy, đó là một cái bước để các bạn có thể làm được những cái kết đoạn hay và tạo nhiều ấn tượng cho người chấm, được chưa? Đó là toàn bộ những cái bước mà chị đã hướng dẫn các bạn có thể viết được một cái đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ. Và sau đây thì chị sẽ có thể đọc cho các bạn một bài viết mẫu mà các bạn học sinh đã từng viết nhá. Đây, chị sẽ cho các bạn tham khảo một bài viết như sau. Đây, chúng ta sẽ có đề là suy nghĩ của anh chị về trích dẫn. Nếu có thể khiến ai đó mỉm cười, hãy làm ngay hôm nay. Thế giới này cần nhiều người như bạn. Rồi, dựa vào những cái khung, những cái dàn ý mà chị vừa hướng dẫn các bạn, thì bài viết, thì cái dàn ý ấy sẽ được triển khai vào các cái bài văn nghị luận xã hội này như sau. Các bạn nghe nhé. Tôi vẫn còn nhớ câu nói của nghệ sĩ Trấn Thành và rất tâm đắc với nó. Những người hài hước, dí dỏm thường rất thông minh. Không phải ngẫu nhiên, một người nghệ sĩ đa tài, có nhiều trải nghiệm sâu sắc như anh lại phát biểu như vậy. Trong cuộc sống ngày càng căng thẳng, chúng ta cần nhiều hơn nguồn năng lượng tích cực, những nụ cười trao cho nhau giống với ý nghĩa của câu nói. Nếu có thể khiến ai đó mỉm cười, hãy làm ngay hôm nay. Thế giới này cần nhiều người như bạn. Câu nói này giúp chúng ta hiểu thêm một thông điệp tốt đẹp về cuộc đời. Mang tới những nụ cười cho những người khác là trao đi yêu thương, trao đi nguồn năng lượng tích cực. Hãy làm nó ngay hôm nay, chứ không phải bất cứ một giây phút nào khác. Xã hội hiện đại phát triển với những guồng quay công việc, chóng mặt, khiến cho con người tự coi đó là sợi dây buộc lại chính mình. Căng thẳng, mệt mỏi, trầm cảm, đó cũng chính là những lý do làm cho chất lượng cuộc sống. Lý do chất lượng cuộc sống đo bằng giá trị tinh thần đang ngày càng giảm đi. Chúng ta cần nhiều hơn trong cuộc đời này là những nụ cười rạng rỡ, hình ảnh của Hoa hậu Henie vượt qua tất cả những khó khăn về hoàn cảnh, sống nơi quê hương mình, ngừng cao đầu với chiếc vương miện, cùng nụ cười rạng rỡ đã sưởi ấm bao trái tim chúng ta. Chị lan tỏa những năng lượng sống tích cực tới mọi người. Điều chị đã và đang làm được là trở thành hình ảnh tỏa sáng rực rỡ khi nói về những giấc mơ đẹp tươi và chúng ta sẽ làm được. Rất nhiều người đã tin, tôi cũng tin và đã đạt được những thành công nhỏ bé đầu tiên trong đời. Ta cũng sẽ không quên hình ảnh của bà Tân, một người mẹ cao 1m41 với nụ cười giản đơn hiền hậu, những clip nấu ăn của bà mang tới sự thoải mái, thư giãn cho người xem. Những tiếng cười đó giúp chúng ta có thêm nguồn năng lượng tích cực và cảm nhận được nhiều hơn về tình cảm của thành viên trong gia đình. Tất cả chúng ta, những mỗi người đều đang và có những nụ cười thật đẹp. Điều may mắn nhất có được cuộc sống này, chính vì vậy hãy trân trọng nó và lan tỏa những năng lượng sống tích cực đến mọi người ngay bây giờ bạn nhé. Bỏ ngay khuôn mặt
nhau nhỏ, nhăn nhó, cau có và thái độ lạnh lùng cách xa xôi nào. Điều có ý nhất chẳng phải chính là nụ cười của bạn và những người xung quanh hay sao? Các em thân mến, đó là một bài văn mà được triển khai theo cái dàn ý mà chị đã cho các bạn học vừa rồi. Các bạn có thể dựa vào đó để có thể tham khảo để viết, để mình có thể viết được những bài văn thật là hay và thật là ấn tượng nhé. Có lẽ chị sẽ xin phép dừng lại phần phát livestream ngày hôm nay của mình ở đây và hẹn gặp lại các bạn trong một buổi phát livestream sau nhé. Xin chào các bạn nha.